Hello anh em, xin chào tất cả anh em đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một cái tồi côn anh em. Động cơ toàn phát ha, động cơ 3 ký nha anh em. Đây anh em. Đây, động cơ 3 ký ha. Đây anh em, 3 ký là 4 ngựa đó anh em. Tùy theo mình muốn gọi cách nào cũng được, cũng là nó hết anh em. 3 kW ha, là 3000W, 4 ngựa. Một ngựa nó thì 750W anh em, thì mình cách nào gọi cũng đúng hết anh em ạ. Tua máy này anh em là 1400 vòng trên phút ha. Tần số là 50 Hz anh em ha, điện 220. Con này cho phép là cường độ dòng điện ampe anh em, tối đa là 15 ampe nha anh em. Đấy. Cái lô này mới sản xuất là tháng 3 năm 2022 này ha. Nhà máy toàn phát công nghệ của Nhật này. Margin Vina Việt Nam chất lượng cao anh em ha. Động cơ toàn phát này khá nổi tiếng đó anh em ạ. Đấy. Này kẻ khung luôn, Quang Thái ráp cho khách luôn này ha. Cái này là tời con nha anh em. Tời con là nó 2 Jaguar và tời đề nó là 1 Jaguar ha. Tời con thể đắt tiền hơn tí anh em ha. Này nó có hai cái tay cầm này. Để Quang Thái gắn cho anh em xem này. Tời con thì nó hơi nhìn nó tốt hơn nha anh em. Hai tay cầm ha. Cái tay bên này nè anh em, là tay con nha anh em. Tay con này ha. Ví dụ như mình cắm điện vô anh em. Đợi Quang Thái cắm điện cho anh em xem luôn. Quang Thái mở điện rồi. Đấy anh em, cái tời côn á là mình đè này, động cơ chạy ha, động cơ chạy này. Đấy. Quang Thái cắm điện rồi này anh em. Giờ Quang Thái bật điện anh em ha, bật automatic này anh em. Đấy, nó sẽ chạy ha. Nó chạy thế này anh em, nó côn là đây, động cơ đang quay đúng không anh em? Thì cái vô ly nó chạy ha, vô ly nó chạy. Nhưng mà cái lulo nó không chạy nha anh em. Đấy. Lulo chạy bắt đầu là mình có cái tay cầm này này, anh em thấy nó bắt xuống đây không? Đó mình đè này. Đó là cái lô nó chạy nha anh em. Đó nó chạy nó quấn nó hàng lên ha. Mình thẻ ra là nó mất này. Đó mình thẻ ra là cái động cơ nó vẫn chạy nhưng mà cái lô nó không chạy nha anh em. Đó nó là như vậy, tời côn là nó như vậy anh em, còn cái tời đè kia thì bữa nay Quang Thái làm clip khác. Còn cái tời côn là nó như vậy anh em, anh nhiều lúc anh em không có hiểu côn là như thế nào, cái côn là nó có cái mạch côn từ đây này anh em. Đó, nó đang hở ra anh em thấy không, nó đang hở ra chỗ này nè anh em, thì động cơ quay nhưng mà cái lô mình không quay, nó không kéo hàng anh em. Đó thì mình đề ha, mình đề cái côn này là nó bám vô này anh em thấy không, nó bám vô nó chạy cái lô đó, nó kéo hàng lên mình thẻ ra mất ha. Đó nó là như vậy. Còn bên đây thắng nha anh em, bên đây khi mà thẻ xuống á, mình tải lên rồi thẻ xuống thì mình thắng lại ha. Thắng ghé lại ha. Thì cái này Quang Thái ráp động cơ dưới khung luôn cho khách anh em, thì nó tầm nặng khoảng 47 kg anh em. Đó nó nặng 47 kg ha. Motor này được bảo hành 12 tháng anh em ha. Motor toàn phát thì chất lượng rồi anh em ạ. Anh em yên tâm ha. Đấy nó là như vậy đó anh em. Tụi con xài nó rất là trâu nha anh em. Độ bền rất cao anh em ha. Kéo 2-3 xi măng motor ha. Nói chung mình kéo hàng lên xuống tầm 1 tạ 2 trở lại là ok hết anh em ha. Thì Quang Thái giờ là cái này thì gửi ra Huế anh em cho một ông anh ha, ông anh cũng coi kênh YouTube của Quang Thái Gia Lai á, rồi Quang Thái gửi ra cho ông anh ấy cái này rồi, thì sẵn Quang Thái đưa clip này luôn, anh em mình có ai cần á, anh em mình có ai cần dùng á thì liên hệ với Quang Thái ha. Kiểu nó rất chắc chắn nha anh em, từ con này nhìn nó rất chắc chắn ha. Đề lô chạy nè anh em thấy không, đề là đứng ha, đề chạy nè anh em thấy không. Đấy. Rồi, chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em. Rồi, quên hai tách nha anh em. Tách này. Rồi, chào anh em ha. Bye bye.